chuyến thăm vợ đẻ ngay ra, đừng ai cản đường á. Ở bên viện an bà nè cậu ơi, không ai cản đường nữa cậu, ra đi cậu, cậu vô đi cậu. Cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ra đi cậu. Đi đây đây đây, mất mất mất. Ê bộ tao chó hả mày, làm gì vậy? Dạ con mời cậu ra đó. Trời ơi, mày mời tao ra mà mày làm như chóc chó vậy. Không có thì mình phải làm vậy, tại vì thấy bệnh viện đông quá, con định tản người ra. Con tản người ra, hai bên, con tản ra hết. Con tản ra không để cho người ta lấn cậu. Cái đường thân trang rộng mở một mình cậu đi. Cái cậu đi giữa đường, cái chân dưới nó rải cả muối theo. Mày rải gạo muối cái gì? Mày đón ai? Mày tản đường, mày đón bà cố nội mày vô hả mà mày rải gạo muối? Ê tao nóng mày rồi nha mày. Trời đất ơi, đó bà con nhìn đi, nó ô xin. Mà mỗi lần nó đi tới đâu á, nó chạy trước, không là không cần biết chủ nó đang ở đâu. Nó nói nó đi vậy đó, rồi vô tới đâu nó la tới đó. Vừa mới nhào vô kêu, giang ra, giang ra, giang ra. Mặc dù bệnh viện không có ai. Đó nó làm thì biết đó, bây giờ mỗi lần tôi đi tới đâu, người ta tưởng tôi thú quý hiếm tới không. Ê sao kỳ vậy mày. Đó, giờ riết ra mày nhìn đi. Tôi chủ nó ô xin, mà ai dòm sơ qua không biết tưởng nó chủ tôi ô xin không. Ô xin mà nó làm cái giống thì tôi không hiểu luôn á. Trong khi đó nhiệm vụ nó là gì, nó đi nó xách đồ cho tôi mà nó không xách. Ê mày sao không xách vỏ tao mày. Ê tao nói con mày, mày cái lỗ tai cây hả, tao nói không vô mày. Mày lỗ tai cây từ nãy giờ con không muốn cãi cậu, mà bây giờ cậu nói cái vụ mà xách vỏ con mới tức, con phải cãi với cậu nè, con nói thiệt cậu nghe. Cái vấn đề là ngay từ đầu là cậu nhờ con đưa cậu đi bệnh viện để thăm vợ cậu đẻ, thì giờ đi thì người ta phải đi trước chứ không phải là đi sau đúng không? Bây giờ dẫn đường thì phải đi trước chứ dẫn đường đi sao được đúng không? Thì dẫn được thì chứ đi sao được, tôi trong đánh thật tự nhiên dẫn đường không dẫn đường được đúng không? Thì dẫn đường thì phải đi trước đi chứ không phải chửi ta hổn. Mà trong khi cái vỏ là không có nhờ người ta xách vậy trong rồi sao ta biết được ta xách cho mình đúng không? Ta là con người chứ đâu phải là trâu bò, ta tự nhiên ta nằm trong bụng mình ta đi guốc trong bụng ta biết xách cái vỏ cho mình đúng không? Không là cái gì thì phải mở được ta mà nói chuyện ta làm được nhé. Cái ta xin xách cái vỏ cho mình mà bỏ tiền ra mình mướn, ta mình lý do người ta không nói đúng không? Ngay từ đầu không có nói, bây giờ phải như nó ẩu mờ nhờ tôi nói mà tôi không chịu xách rồi nó chửi cho trong mặt tôi. Lúc nào không có chuyện nổi gì đâu, không nhờ thì tự nhiên cái thằng xách cái chửi trong mặt ta, hỏi ta xong xách cái vỏ cho mỏng. Phải như lúc nào mà cậu nhờ thì con không xách thì cậu chửi mặt cũng được đúng không? Nó có người ta đâu phải là trâu bò đâu mà ta làm hoài biết mệt biết nghỉ, mày phải nói gì mới biết người ta được xách chứ. Bây giờ xách cái nó, xách cái áo, xách cái quần, biết xách cái gì? Nó xách cái vỏ đúng không? Xách cái vỏ này xong nói đi. Coi con xách cậu cái vỏ đơn giản mấy chuyện xong chịu nói đúng không? Cho hỏi không nè. Ngay từ đầu cậu có nhờ con xách cái vỏ cho cậu hay không? Không. Đó. Trời ơi mừng quá được nói một chữ rồi. Trời ơi nãy giờ tôi me hoài mới nói được á. Bây giờ khẳng định đi là có nhờ xách cái vỏ không? Không. Có nhờ không? Không. Đúng không? Không nhờ đúng không? Đúng rồi. Nhưng vậy sao mà... biết đường xách mà chắc người ta? Không nhưng mà ý đó đẹp à? Không có chuyện con mở miệng ra con nói giùm con tiếng đó, con đi con đường sách giùm cậu đúng không? Mình bỏ tiền là mình mướn là cậu là chủ mà con là tớ mà đúng không? Mình bỏ tiền là mình mướn thì mình được quyền đúng không? Cái chuyện đơn giản là cái gì mới ra nói trong bây giờ cái biển ngậm này làm gì, mình bỏ tiền là mình mướn ta, mình là cha ông nội ta, mình được quyền nhờ ta chứ làm gì không được quyền nhờ. Cái vấn đề là mình phải nhờ ta biết được ta làm gì mình đúng không? Cái gì nói là đơn giản cho cái miệng để ngậm lâu cũng thúi vậy thôi, giờ cho mình mở miệng ra mà nói cho ta biết tí ta biết được ta sách gì mình. Đơn giản vậy thôi. Giờ thử thần nè, thôi cháu ơi nó hỏi đi, kêu nhờ sách giùm đi. À 2 3 nhờ đi. Xách giùm cậu cái vỏ đi con. Dạ cảm ơn cậu. Đơn giản vô thôi nè. Giờ là làm. Con giả vô mặt mày hà. Trời đất ơi lấy tao chủ mày, tao mướn mày về. Mà bây giờ tao muốn làm cái gì tao phải mở miệng ra, tao năn nỉ mày hả? Cậu vấn đề không phải là năn nỉ, cái này là mình nói chuyện đàng hoàng nha đúng không? Cậu muốn làm gì cậu nhờ. Nó nói nữa. Không phải là năn nỉ. Đúng không? Phải năn nỉ là cái khác, phải năn nỉ lúc cậu chờ con làm gì mà con nó còn không chịu làm đó, cậu năn nỉ con cái đó mà năn nỉ. Con đây là nhờ, nó rõ ràng mình mở ra mình nói chuyện ta có là năn nỉ đúng không? Ý là bây giờ mày cho tao nói câu đi. Bây giờ cậu nói đi, nói đâu? Bây giờ cậu nói thì cuộc đời con nói gì cũng sai đâu, cậu là đúng hết trơn con. Phải chứ mình nói mình đúng mình nói chứ mình nói sai nói làm gì? Giờ cậu nói đi con nói nữa đâu. Không bây giờ con nín đi cậu mới nói được. Vậy con nín rồi đó, con không nói nữa đâu. Thì phải cho mình nói mình đúng rồi phải nói đúng không? Chứ nói mình có nào mình sai cho mẹ ta chủ mình ta bỏ tiền ta mướn mà ta đúng vậy hết trơn. Mà nói mình sai mình nói làm gì, nói mình mắc bố cho nói làm gì đúng không? Thì mình còn nói cậu nói gì nữa. Con chưa nín cậu nói chưa được. Thì con nín rồi đó. Đó giờ, giờ nín cũng chưa nói nữa nè, thấy không? Phải chứ mình không nín rồi chửi cho trong mặt mình. Bây giờ mình nín rồi con chịu nói xong rồi cái chửi cho mặt mình. Cái gì cũng chửi trong trên đầu trên cổ ai mà chịu cho nổi đúng không? Bây giờ cậu cần con nín vài giây để cậu nói nha. Qua gần 10 giây còn chưa chịu nói nữa nè, thấy không? Nãy giờ tôi đứng mấy giây rồi đó. Chúng ta cái giờ của người là do cái gì cũng ta chửi cho mặt người ta, cho cái gì cũng uống hết trơn hết rồi á. Ê bây giờ tao mày quýnh lộn đi. Trời tay ơi mày. Bây giờ thằng nào thắng nói tư thắng. Tao nói mày rồi nha. Uống không? Hỏi lại mày. Cậu nói đi. Xin lỗi cậu. Mày làm như mày thèm thuồng nói lắm vậy.
Bộ đó má mày đẻ cái miệng mày ra trước hả? Không có, sự bác sĩ nói là má đẻ ra, không phải là cái mỏ ở đây đó, mà bác sĩ nói là đẻ cái cụ chỏ ra trước. Nhưng mà thế mày nói nữa hả? Nói đi, nói thôi. Trời ơi, tôi thiệt á, bây giờ tao nói nha. Nói. Con nín nha con. Dạ. Rồi cậu hỏi con nè, cô siêu âm ra con trai hay con gái? Trời ơi, quan tâm con trai hay con gái đi, miễn không đẻ ra con chó là mừng rồi. Cái gì vậy con? Ê con cậu nha con. Không phải, thì mình con đứa nào không phải là con trai con gái cũng là con, hỏi chi cho mệt vậy trời. Bỏ, không có hỏi vụ đó nữa, quan trọng là cái chuyện cô lâm bồn chưa? Dạ, ủa lâm bồn là gì hả cậu? Trời đất ơi, lâm bồn là đẻ đó con. Ủa đẻ là lâm bồn hả? Ừ. Trời ơi, xưa giờ biết tưởng đẻ là lâm chung không á. Lâm chung là chết nha. Ủa trời đất ơi, chết hả trời ơi? Hiếm tin. Ủa xin lỗi cậu, con có biết rồi. Giờ cũng ghê quá, cái lâm bồn, cái lâm chung hai cái cũng lâm, cái lâm bồn, cái lâm chung hai cái cũng giống nhau, mà tự nhiên cái chui ra còn cái đóng nắp lại, ghê quá. Ê nè nè, nó bậy, bữa nay cái nhà quan trọng mà ăn nói cái gì mà đóng nắp xui xẻo. Đóng nắp là chôn đó, là mình chết là chôn. Quở nói như vậy là quở xui xẻo không có được. Dạ dạ, cậu tới chôn phải gì quả tán, tới chôn này mình quả tán thôi. Cậu nói con đừng có nói đến những cái vấn đề đó nữa. Quả tán ra cho mình cốt, mình để chùa đâu được. Mày liệm mày luôn đi. Liệm đem mở cửa mã làm lễ động quan làm hết một lượt đấy. Tao nóng mày rồi nha. Cậu ơi, cậu vừa làm trọn một cái đám tang gọn gàng đó cậu. Cậu quở hơn con cái miệng cậu nó quở. Thiệt tình, mày làm tao liệu mày thấy không? Không phải gì, vấn đề là gì đâu liệu. Thì nói gì mà phải nói cho rõ ràng, với ai biểu cậu thế gì cho nói đẻ cho đầu đi lâm bồn lâm chung chi cho mệt vậy? Không phải con, cái vấn đề là cậu là người có học, cậu phải nói lâm bồn. Còn mấy đứa thất học như con mới nói là đẻ. Cậu đừng nói thất học nha. Cái gì vậy con? Nó có xúc phạm con à? Cậu xúc phạm con hả? Ừ, chứ ta mặt dạy ta chạy thang lan vậy nó thất học. Cậu đâu có biết. Con nói cho cậu này, con không có thất học đâu, con nói thiệt cậu á. Ừ. Cậu phải nói đúng cái tên con là con là thằng ít học. Ừ, nó tưởng cái gì. Ê con, ít học với thất học cũng như nhau à con. Hoàn toàn khác nhau, thất học là hoàn toàn không đi học, còn ít học là có học mà. Học ít. Đúng không? Ít là có, ít mình phải có. Giống như nhiều người đàn ông không bao giờ phân biệt được cái nào có còn cái nào ít, đúng không? Tự nhiên nhỏ con gái ta đẹp thì đẹp, vừa đi ngang qua trời ơi nhìn cái này phía sau không có gì hết trơn, trời sao không có được. Nhiều khi người ta có ít quá mình không thấy, mà đừng nói vậy tội nghiệp con người ta. Trời ơi, đúng không? Mình phải nói đó, phải chỉ nói ờ nhìn nhỏ này xẹp lép nè, đó nó lép vậy mà nó chịu, tại lép là có chứ ai mà không có cũng phải có chứ, dạ cũng ra hai con ốc chứ bộ giỡn. Không phải cái nào ra cái đó à con, rõ ràng lắm. Ừ, tôi đi đâu mà tôi dắt này theo, chắc tôi đội quần với nó quá. Tự nhiên làm gì đội quần, chở nón đội đi đội quần. Trời ơi, ý tao nói là tao bị mang nhục với mày đó. Thằng ngộ ghê, vợ mang thai còn chồng mang nhục. Tao bớt khổ. Trời ơi, thiệt. Không có cái gì trên đời này mà nó không nói được hết trơn á. Trời không, tại vì mình phải rõ ràng, nó ba má con không rõ ràng, mà cái suốt đời cứ làm ở đợ, nhờ con rõ ràng con mới lên được ô xin nè. Ê, nãy giờ tao thấy cái gì mày nói cũng được hết trơn, trời mà cái vấn đề này ở đảo ô xin nha, không có khác cái gì nha con. Sao không khác nhau, từ hai cái một trời một vực nghĩ sao mà không khác. Sao? Phân tích liền nha. Ô xin nó là cái gì? Ô xin nó là từ nước ngoài đúng không? Ừ. Tại sao gọi là ô xin? Ta làm việc cho chủ nhà giàu. Wow. Đúng không? Mình có cái đẳng cấp. Đọc sao? Đọc nó cũng khác nữa. Ừ. Đọc là ô xin. Nghe sang không? Sang không? Đúng không? Ừ. Tại sao mình đọc là ô xin? Tại sao vậy ta? Tại sao vậy ta? Bắt đầu hiểu không? Đây! Dài gặp bà. Wow. Yeah. Quân Prada. Yeah. Dòng Omega. Yeah. Còn áo Sida. Mày khỏe ăn tí một hồi cũng lòi đó. Không, mày cũng hàng hiệu thôi, nhưng mà vấn đề là mình mua second hand thôi. Đó, đó là mình giàu, thấy không? Nên mình được gọi là ô xin. Còn cái kia nó là cái gì? Cái kia nó là ở đường. Nó ở mà nó ở tuốt với nó ở đường. Nó không có ngóc đầu vậy nổi, thành tựu là ô xí nở đồ. Một đời một vật không anh chị? Hay không? Ừ, rõ ràng. Khổ ghê vậy, cái chuyện vậy mà nó cũng phân biệt nó được nữa hả? Cậu nói cho cậu nghe, cậu là cái người không bao giờ phân biệt, bởi vì cậu có hạnh phúc gia đình. Sao? Có ngày đi tưởng là mình đi làm vậy rồi mình cầm tiền đưa cho vợ mình đầy đủ là mình thương vợ mình. Trời ơi, không có đâu cậu ơi. Ê con nói cái gì thì cậu... Nói chúng cái này là cậu không chấp nhận nha con. Gì? Về cái chuyện đàn ông, cái này cậu phân biệt rõ ràng. Đàn ông là đi làm kiếm tiền về nuôi vợ, vợ ở nhà, đúng không? Dạ cậu cho phép đi con nói. Trời cho con nói đi. Bây giờ người đàn ông nào cũng vậy, nghĩ là mình cầm nguyên cục tiền về mình giục thẳng vô mặt vợ mình, nói vợ tao thương mày nè. Không có đâu. Người phụ nữ người ta cần tiền thiệt, nhưng mà người ta cần nhất là cái gì? Người ta cần nhất là cái gì? Là sự quan tâm chăm sóc và chia sẻ.
Bây giờ con cũng chia sẻ cho bà cậu chưa, đúng không? Con không hiểu quan tâm chăm sóc và chia sẻ là cái gì, hôm nay con giới thiệu cho cậu nghe không? Quan tâm chăm sóc chia sẻ là cái gì, quan tâm là quan tâm cho người phụ nữ mình hỏi han người ta muốn cái gì, cái vấn đề ngoài sau cuộc sống người ta ra sao, cái sở thích thường ngày người ta làm cái gì, đó là quan tâm cho người ta, hỏi han câu chuyện cho người ta, có đó là gọi là quan tâm. Quan chăm sóc là cái gì, khi mà người ta bệnh tới đổ bệnh thì mình lại mình đút cháo cho người ta ăn hay gì đó, nấu cháo cho người ta hửa đó, thì mình cảm thấy là cái sự quan tâm chăm sóc mà mình dành cho người ta, tức là cái sự chăm sóc. Con chia sẻ là cái gì, là cái tình cảm tâm tư người ta, ta nghĩ sao người ta muốn cái gì, cái thích màu gì, cái đó mình đó là quan tâm cho mình chia sẻ. Quan tâm chăm sóc và chia sẻ là ba cái phạm trù mà người phụ nữ người ta cần, người ta thích quan tâm, người ta thích chăm sóc, người ta thích chia sẻ. Nhưng mà có bao giờ cậu quan tâm như vậy, cậu chưa có bao giờ có chăm sóc như vậy, cậu chưa có bao giờ có chia sẻ như vậy, cậu chưa có bao giờ, chưa có bao giờ, chưa có bao giờ, chưa có bao giờ, chưa chưa bao giờ. Không bao giờ quan tâm chăm sóc chia sẻ vợ. Có người chồng nào mà vợ đẻ bệnh viện nào không biết bắt người làm đưa đi. Một con vợ đẻ mà không biết mấy tháng cái bụng bà binh rỉnh bà đi vậy không? Cái gì vậy bỏ con? Người phụ nữ nào mà cả cuộc đời không nhìn xuống mặt đất được không? Con. Đó, như vậy không? Cái gì mà vậy? Không cho bà đẻ thì một thời gian nữa bà ra cái gì? Đúng không? Ai đưa đi? Con đưa đi. Cậu đâu có biết. Mà một ngày nào đó cậu về nhà đi, cậu thấy cái cảnh gì? Trời ơi! Vợ mình bị người ta xài, còn con mình bị người ta sai, thấy làm sao? Trong khi đâu phải đi làm ăn đâu, đi cặp bồ. Trời ơi, quen hai cái con tên Chu Lì với con Cindy, tôi biết mà. Hai cái con quỷ nghe cái thét cái mẹ tên mình tên Chu Lì với Cindy, cái tôi còn bị lì còn bị đì nữa. Hai cái con biết không, đầu là ngóc đầu dậy nổi là hai cái con quỷ này nè. Đâu ấy, đúng không? Ta người ta giàu người ta quen siêu mẫu đi. Ta giàu ta có quyền ta quen mấy đứa chân dài tui nách. Trời giàu mà còn quen mấy đứa lông nách dài tới chân không mà. Hả? Trời ơi. Ê. Vậy nè, đừng có nói bậy bạ mấy cái chuyện này nha. Mấy cái chuyện này tới tai cô là mệt lắm, đừng bao giờ nói cho cô biết nữa chứ. Rồi bây giờ có sớm có mình ông Tư điếc là chưa biết thôi đó. Cũng đồn sạch hết trơn rồi. Dạ. Bây giờ rồi sao chết mà con ơi. Không, con nè, cái thánh con thiệt tình cái gì con nói đó con khai. Mà tại vì con khai cô cũng biết là cô giận cậu lâu rồi. Nó nói là xong cái chuyện này phải về phải ly dị á. Chết rồi, vậy là giờ cậu bậy lắm hả con? Quá bậy cậu ơi, bậy lắm rồi. Rồi giờ cậu phải làm sao con? Dạ xin lỗi cậu. Dạ đúng rồi, cậu phải xin lỗi thôi. Không có, xin lỗi cậu, con có điện thoại. Cái này là chứ mày. Dạ nói chuyện điện thoại xíu, đừng nói chuyện tiếp với cậu nha. Khó lắm, mấy cái ca này khó lắm. Ủa sao không nghe đi, đứng hoài vậy? Dạ để vuốt hồi nó mới ra mới nghe được. Cái điện thoại ngộ lắm, bây giờ mua mỗi lần nghe biết vuốt lên hay vuốt xuống. Bà nội cha nó nghe mà làm mua cái điện thoại xém xài chứng minh nhân dân không được đó. Ủa sao vậy? Tại vuốt riết mòn mẹ cái chỉ tay lấy cái gì mà lăn lên chứng minh. Hên là nó có cái môi đó, còn phân môi nó mới cho lăn lăn cái môi nè. Chứng minh giờ xài phân môi đó. Ờ ê, nhưng mà mày sao không nghe vuốt hoài tiền đó mày mới vuốt được đâu mà nghe. Thì phải vuốt hồi mới ra chứ ai mà vuốt cái ra liền trời. Mày có quá trình chứ, vuốt nó phải từ từ, nó có cái từ từ của nó. Mày sao mày mua cái điện thoại này chi thiện mà mày không biết xài? Con dân sớm con dân mặt gãy sớm con nó bán hàng xách tay rẻ lắm. Ủa điện thoại ta 21 triệu nó bán con 2.1 triệu. Điện thoại thôi làm gì có giá 2.1 triệu. Nè nhìn đi, cái này là gì? Đâu? Nè, thấy không? iPhone hiệu trái táo mà sao tôi thấy đây có trái chuối mày? Trời sao nãy giờ dịch. Trời sao mới thấy cái cục xúc xích này đâu đây? Trời ơi hèn gì thế? Trời chắc bị lừa nữa rồi. Trời ơi hèn gì con quỷ cái bà nậu cha đó, mỗi lần nghe điện thoại muốn lên chuột luôn hả? Mà vuốt mà muốn chết luôn, hèn vậy con quỷ mà. Trời ơi thì ngay từ đầu là tôi đã nghi sinh nghi rồi. Ba má dạy kiểu rất là kỹ rồi, người ta nói con mắt là mặt đồng cân, cứ nhìn vô con mắt là biết nó gian hay nó thiệt rồi. Bà nội quỷ dân nó để cái tóc nó xè xuống đây nè, nó che hết nguyên cái mặt, nó còn lòi đúng cái mép môi, nó không biết mình sao mình nhìn thấy con mắt nó nữa. Bà nội cha nó hèn vậy cái thứ mà nó nói trời ơi cái điện thoại nó thiệt nó mày ơi, tao mới mua được iPhone 5 tao để rẻ cho mày, ai cho bớt mày ơi, đi tao đang biết Sài Gòn có ai có thì có. Bà nội mà con quỷ cái bà nội mà tao nói tao về nhà tao không nhấn nước mày thôi, quỷ cái tao kêu bom mà giết chết mày thì tao đem xuống chết, bóp cổ mày cho mày chết. Rồi mày nói đi. Tự nhiên bây giờ mày chửi nó mà tao nghe không à? Phải nó lừa gạt con nguyên một tháng lương. Mày có nghe điện thoại lẻ không? Rồi đi vô tổng coi. Nó cúp mày á, rồi nghe gì nữa? Tao tao mệt mày ghê. À, nó điện lỡ, nó điện lỡ nè. Mày điện lỡ gì vậy? Con nghe điện thoại nó điện lỡ, nó điện lỡ. Mày nghe đi, mày đứng hoài vậy? Dạ vuốt một hồi mới ra trái chuối chứ không phải trái táo đâu mà nghe được liền. Đồ ra chưa? Từ từ vuốt, còn có quá trình chứ. Rồi. À, cái gì? À, ra rồi. Mày làm tao hết hồn nè. Alo. Ờ, bộ. Yong seo. Ye. Ye boyo. Có gì vậy trời? Chó nương cho khán giả bố chú đi gọi là tôi gọi chú mít. Nó nói chuyện với ai vậy? Ye. Anh yong thằng sư. Nhà bố chú đi gọi là tôi gọi bố chú đi gọi là anh yong. Nó nói cái gì vậy? Anh yong bố chú đi gọi là tôi gọi là bố chú đi gọi là tôi gọi là tôi gọi là tôi gọi là tôi gọi là à, nó nói chuyện với bố. Ê, chú rồi. Chào đàng, chào đàng. Chào, bố,
gì? Chết cha, nó giận rồi. Chó đẻ. Trời, cái gì vậy? Cậu cậu nó lộn số mà nó nói thấy ghê luôn hả? Trời ơi, nó xin lỗi mình biết nó người Việt nè. Mày cũng ở thân lắm hả? Người ta nó... lộn số mày đâu chứ mày đứng mày đóng phim Hàn Quốc với nó hả? Thì nó nói tiếng Việt mình biết nó người Việt nè. Trời, nó điện lợi này đi, con chửi vô mặt nó con, nó còn em con mà không chửi nó con phải là con người con, nó thiệt cậu luôn á. Mày chửi đẻ đi rồi vô. Có vuốt được đâu mà chửi. Điện thoại quỷ nhau không mặt ca rồi nè. Ê mày là ai mày? À, ủa cô hả? Cái gì vậy tết? Trời ơi, sao con mở điện thoại nghe tiếng Hàn Quốc không vậy? Trời ơi, bà cô bà bật phim gì tự nhiên mà làm tôi tưởng Hàn Quốc, tôi nói quá trời, ông chủ cũng chửi. Cậu vô thăm cô quá cậu. Cô dạ có cho ổng vô không? À, con vô trước hay để con nói chuyện nha. À, dạ, con vô. Ê, con cậu vô. Cô nói con vô trước, cái cho cậu vô đó từ từ để vô, tao xin phép con có cho vô hay không thì vô. Chứ bây giờ mà không xin phép người ra tao đuổi ra cũng vậy. Thôi bây giờ đứng ngay đi. Vợ mà coi bây giờ, tao vô tao coi có chịu chứ không người ta ra xin phép mà xin lỗi vợ mình. Mắc cười có cái gì đi đâu đầu lên theo chứ bị bọn mình kia chủ mình liền như quỷ. Ủa vợ tôi mà. Trời ơi, hồi xưa mướn ô thi nó biết có mướn lộn ông nội không à. Chứ nó về nó chửi trên đầu cha của nó chửi xuống không à. Rồi mà cũng hên ghê. Thôi kệ nó đi, nó khùng khùng vậy mà nó thật thà, không có tôi. Rồi giờ nó đưa vợ tôi đi đẻ. Trời ơi, giờ không biết sao nữa. Thiệt khổ ghê vậy. Cái gì con? Cái gì? Cái gì? Cái gì con? Có tin vui rồi hả? Trời ơi, tao mừng mày. Trời ơi, mừng quá. Con trai hay con gái? Cái cậu biết gì không? Thì mày nói thì tao mới biết. Vô lộn bệnh viện rồi. Thích ông nè. Bà nội ta nó hùng dương vô lộn chân dương. Trời ơi, chạy vô muốn chết luôn. Con ra. Con. Chết đứng như từ hải ta. Khoa học chưa giải thích hiện tượng này nha. Chết cha. Ba đường lây qua đường nào mà lẹ vậy? Chết cha. Cái tao gì? Nghe. Không. Giỡn là không vui mày. Không có giỡn, vô lộn bộ này trưng vương chứ phải hùng vương. Bởi vậy ta nói rồi không có tên ô xin được đâu. Mình phải lo cho vợ mình thôi. Là vô lộn bệnh viện thiệt hả con? Yes madam. Tao giết mày. Anh Đức và Trấn Thành xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả rất nhiều.